Bốn bị cáo linh án trong vụ em bé sinh năm 2019 tử vong vì bỏ quên trên xe ô tô ở Thái Bình. Nổ súng khống chế người đàn ông dùng hung khí tấn công cảnh sát giao thông. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác nhận hai cán bộ bị tạm giữ liên quan đến vụ nhận hối lộ ở Tòa cấp cao Đà Nẵng. Nhiều cựu quan chức vụ Xuyên Việt Oi khóc khi nói lời sau cùng tại tòa. Tuyên dương sinh viên đăng quang Hoa hậu quốc tế. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube VinNews truyền hình thông tấn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ trẻ mầm non sinh năm 2019 tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón xảy ra vào hồi tháng 5 năm 2024, mới đây Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt án 4 bị cáo liên quan về tội vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ Luật Hình sự. Ngày 25 tháng 11, sau quá trình xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, trú thành phố Thái Bình, lái xe đưa đón của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, mức án 1 năm 9 tháng tù. Bị cáo Phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986, trú thành phố Thái Bình, nhân viên của trường này, mức án 1 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, hai giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong gồm Đoàn Thị Nhâm sinh năm 1998 và Nguyễn Thị Phương sinh năm 1966 cùng trú tại thành phố Thái Bình bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, vào sáng 29 tháng 5 năm 2024, bị cáo Nguyễn Văn Lâm điều khiển xe ô tô 29 chỗ, đưa đón 10 trẻ em, trong đó có cháu TGH, sinh năm 2019, trú tại huyện Vũ Thư, cùng 9 học sinh khác đến trường. Sau khi các học sinh vào lớp, bị cáo Lâm đã rời trường và quay lại xe ô tô. Tuy nhiên, cháu H bị bỏ quên trên xe. Các giáo viên phụ trách lớp mặc dù đã điểm danh học sinh nhưng không thông báo về sự vắng mặt của cháu H. Đến chiều cùng ngày, thì cậu ruột của cháu bé đến đón và phát hiện cháu H đã tử vong do bị bỏ quên trên xe. Về trách nhiệm dân sự, trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 cùng 3 nhân viên và giáo viên đã tự nguyện bồi thường cho gia đình cháu bé số tiền 1 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn số tiền này do nhà trường chịu trách nhiệm, còn 3 giáo viên và nhân viên đóng góp một phần nhỏ. Theo nhận định của hội đồng xét xử, mặc dù các bị cáo không có động cơ xấu, nhưng việc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý học sinh và không kiểm tra kỹ lưỡng trước khi rời khỏi xe đã dẫn đến hậu quả đau lòng. Tòa án cũng khẳng định vụ án này là lời cảnh tỉnh cho các cơ sở giáo dục và những người làm công tác đưa đón học sinh cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đảm bảo an toàn cho trẻ. Thời gian gần đây đã xảy ra không ít trường hợp người điều khiển phương tiện tỏ ra chống đối, thậm chí là tấn công cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Mới đây nhất, một người đàn ông tại thành phố Đà Nẵng đã có hành vi cầm hung khí, truy sát lực lượng cảnh sát giao thông, khiến lực lượng chức năng phải nổ súng để khống chế. Ngày 27 tháng 11, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự tài xế có nồng độ cồn, dùng dao tấn công cảnh sát giao thông. Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 26 tháng 11, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước làm nhiệm vụ tại quốc lộ 1 phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Tới khoảng 21 giờ 10 phút, Doãn Đức Lập, 34 tuổi, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng, điều khiển xe mô tô biển số 43x6559 mang theo một hung khí dài khoảng 30cm tấn công trực tiếp đại úy Thái Duy Kiên. Phát hiện sự việc, đại úy Kiên tránh được. Tuy nhiên, tài xế Lập tiếp tục cầm hàng nóng truy sát. Cảnh sát giao thông sau đó nổ súng cảnh cáo, đồng thời tạo khoảng cách an toàn chờ sự hỗ trợ. Doãn Đức Lập sau đó đã bỏ chạy băng qua đường ray xe lửa đối diện. Tổ công tác tiếp tục nổ súng chỉ thiên, truy đuổi và đã khống chế, bắt giữ Lập. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hung khí, bàn giao cho công an quận Thanh Khê tạm giữ, điều tra và xử lý. Qua kiểm tra nồng độ cồn, Lập có chỉ số là 0,951mg lít khí thở, gấp 2,37 lần mức quy định kịch khung tại Nghị định 100. Từ dữ liệu, cảnh sát cho hay trước đó Lập đã bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn vào ngày 17 tháng 11. Liên quan đến vụ việc nhiều cán bộ của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị tạm giữ, mới đây đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác nhận hai cán bộ của tòa bị Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tạm giữ để mở rộng điều tra vụ nhận hối lộ xảy ra tại Đà Nẵng. Theo vị này, ngày 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được thông báo từ Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu để mở rộng điều tra một vụ án xảy ra tại Đà Nẵng. Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã triệu tập tạm giữ hai cán bộ của Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk để phục vụ điều tra.
Vị này cho biết thêm, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu là đang mở rộng điều tra nên thông tin vụ án, danh tính hai người bị tạm giữ không được tiết lộ. Vị lãnh đạo văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho hay tòa chỉ được cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu và mời hai cán bộ làm việc liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ ông Phạm Việt Cường, phó chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cùng ngày, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bắt một chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột liên quan đến vụ án nêu trên. Tuy nhiên, chấp hành viên vừa bị bắt về hành vi gì chưa rõ. Liên quan đến phiên xét xử vụ án xuyên Việt Oi, vào chiều ngày 26 tháng 11, trước khi hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghị án, nhiều cựu quan chức là các bị cáo trong đại án đã bật khóc khi nói lời sau cùng. Chiều ngày 26 tháng 11, phiên tòa xét xử cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và các bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty xuyên Việt Oi bước vào phần nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Là bị cáo đầu tiên được nói lời sau cùng, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty xuyên Việt Oi thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm như cáo buộc trong cáo trạng của Viện Kiểm sát. Bà chủ công ty xuyên Việt Oi bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi về những sai lầm của mình và biết ơn trước sự khoan hồng của pháp luật. Nói về bị cáo Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc công ty xuyên Việt Oi, em họ của bị cáo Hạnh, bà chủ công ty xuyên Việt Oi xin hội đồng xét xử chuyển mức án 6 đến 7 năm tù mà bị cáo Phương đang phải đối diện sang cho mình. Theo bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, bị cáo Phương chỉ làm theo sự chỉ đạo của mình chứ không có ý thức về kế toán. Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh cũng trình bày và xin hội đồng xét xử xem xét, khoan hồng cho các bị cáo cấp dưới của mình, bởi họ chỉ là người làm công ăn lương, không nắm rõ bản chất sự việc. Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bày tỏ hối hận sâu sắc về hành vi của mình. Ông khóc, nói rằng thời gian qua đã hợp tác hết mình với cơ quan chức năng để làm rõ vụ án. Ông mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh và bối cảnh vụ việc, tách biệt giữa nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội và trách nhiệm hình sự của mình. Ông mong muốn có cơ hội để sửa sai, nhất là khi tuổi đã cao và đang trong hoàn cảnh khó khăn, cần sự chăm sóc từ gia đình. Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cũng khóc nức nở. Bị cáo thừa nhận những sai phạm của mình và chấp nhận phải trả giá cho hành vi đó. Theo bị cáo An, ban đầu ông không muốn làm liên lụy đến gia đình, cũng không muốn sử dụng công trạng của cha mình để xin giảm án. Nhưng đến thời điểm này, với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, bị cáo đã nhờ người thân mang đến những giấy tờ liên quan công trạng của cha mình trong quá khứ để nộp cho hội đồng xét xử. Bị cáo An thừa nhận mình đã nông nổi dù đã có tuổi. Giờ đây đối diện với sự thật, bị cáo tha thiết mong hội đồng xét xử xem xét tình cảnh của mình, đồng thời hy vọng có thể nhận được sự khoan hồng để có cơ hội làm lại cuộc đời. Ngày 26 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thạch Chanh Dara, sinh năm 1990, ngụ huyện Tam Bình, 6 năm tù và Dương Khải, sinh năm 1994, ngụ huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, 5 năm 9 tháng tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và bắt giữ người trái pháp luật. Tuyên phạt bị cáo Kim Khiêm, sinh năm 1978, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo khác trong vụ án này mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội bắt giữ trái pháp luật. Theo cáo trạng, vào chiều ngày 22 tháng 11 năm 2023, tổ công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình đến nắm tình hình và giải quyết sự việc xảy ra tại chùa Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình. Lúc này, cổng chùa mở cửa nên các thành viên tổ công tác vào trong khuôn viên chùa làm việc, nhưng người trong chùa không chấp hành. Thực hiện chỉ đạo của Thạch Chanh Dara, những người trong chùa đã khóa cổng chính. Trong khi xô đẩy, Thạch Chanh Dara rơi điện thoại nên cúi xuống nhặt khiến ngón út bàn tay phải bị chảy xước. Thạch Chanh Dara có lời lẽ to tiếng và chỉ đạo những người trong chùa bắt các thành viên tổ công tác yêu cầu vào chánh điện để xin lỗi. Một số đối tượng có lời lẽ to tiếng khiến vụ việc diễn biến mất trật tự hơn. Những người này cũng cùng thực hiện hành vi khống chế, kéo đẩy các thành viên tổ công tác để đưa vào chánh điện. Khi thành viên tổ công tác kháng cự, một số đối tượng đã dùng vũ lực gây thương tích. Có 3 thành viên của tổ công tác bị khống chế đưa vào chánh điện. Và đến 15 giờ 55 phút cùng ngày, người dân địa phương yêu cầu thả người nhưng không được nên đã phá khóa cổng phụ, tiến hành giải cứu thành viên tổ công tác.
Sau khi kết thúc vụ việc, Thạch Chanh Dara đã phát trực tiếp cùng với các đối tượng khác trên Facebook về sự việc nói trên. Một số đối tượng đã có lời nói không đúng sự thật, vu khống cán bộ. Tối ngày 26 tháng 11, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào lúc 21 giờ 27 phút ngày 18 tháng 11, tại một nhà dân trên đường Lê Thế Tiết, khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và đội trinh sát đặc nhiệm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Trị và Công an thị trấn Lao Bảo phối hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Pháp, sinh năm 1998, trú tại khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm có 1 kg nghi ma túy dạng đá, 4.750 viên nén hình trụ tròn màu hồng và màu xanh nghi là ma túy. Tại cơ quan chức năng, đối tượng Pháp khai nhận số tang vật trên là ma túy và hiện vụ việc đã được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Liên quan đến vụ cháy lớn tại nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và sản xuất Tam Phát, thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đến 9 giờ ngày 27 tháng 11, đám cháy đã cơ bản được khống chế và dập tắt. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và sản xuất Tam Phát cho biết, vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại về tài sản là rất lớn. Hiện chưa có số lượng cụ thể. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện nên công ty không đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ cháy. Trước đó, như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11, tại nhà xưởng sản xuất bột cá rộng 1.600m2 của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và sản xuất Tam Phát. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà xưởng có 1.200 tấn bột cá, 22.000 lít dầu cá, 2 dàn máy sản xuất bột cá cùng với nhiều tài sản khác. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để nhanh chóng cứu hỏa. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Bình đã điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để dập lửa. Để tổ chức tiêm chủng vaccine uốn ván bạch hầu cho trẻ 7 tuổi trên địa bàn thành phố đạt được hiệu quả, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành tổ chức triển khai tiêm vaccine uốn ván bạch hầu trong chương trình tiêm chủng mở rộng để tiêm cho trẻ em 7 tuổi trên địa bàn thành phố bắt đầu từ tháng 11 này, đảm bảo chỉ tiêu tiêm chủng năm 2024 đạt từ 90% trở lên. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục, trường học phối hợp với các cơ quan y tế trên địa bàn và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát đối tượng tiêm chủng là trẻ đang đi học tại trường học. Sáng 25 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng sinh viên đăng quang Hoa hậu quốc tế năm 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy. Tại chương trình, sinh viên Huỳnh Thị Thanh Thủy đã gửi lời tri ân đến Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng cùng các đơn vị tổ chức, các bạn sinh viên đã ủng hộ cổ vũ trong suốt thời gian tham gia các cuộc thi để đạt được danh hiệu Hoa hậu quốc tế năm 2024. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ cũng đã công bố các quyết định khen thưởng cho sinh viên Huỳnh Thị Thanh Thủy với thành tích đăng quang Hoa hậu quốc tế năm 2024. Trong đó, Đại học Đà Nẵng đã trao học bổng toàn phần chương trình đào tạo thạc sĩ cho sinh viên Huỳnh Thị Thanh Thủy, tạo điều kiện cho sinh viên này tiếp tục học tập trong thời gian tới. Sinh viên Huỳnh Thị Thanh Thủy từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2022 và trong vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu quốc tế năm 2024 vừa qua, Thanh Thủy là thí sinh đầu tiên của Việt Nam đoạt vương miện Hoa hậu quốc tế. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo.